Đây, hôm nay em lên cho các bác một con máy. Con máy là con máy này, là con máy Taiwan các bác nhá. Taiwan này, con này cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy. Con này là nòng 34 ly, công suất là 26cc nhá. Đây. Nói chung em chưa vệ sinh kỹ. Đấy. Con này hơi háng còn cực kỳ ngon các bác này. Đấy nha, các bác để ý nhá. Con nào hơi khỏe là sẽ như thế này các bác này. Đấy, rồi, ok nhá. Taiwan. Hàng Taiwan thì chất lượng. Vì các bác để ý những cái đầu xịt Taiwan ấy, chất lượng cực kỳ tốt các bác nhá. Hàng Taiwan thì so với hàng Trung Quốc thì hàng Taiwan chất lượng hơn nhiều. Đấy các bác nhá. Rồi. Ở đây mình sẽ test máy cho các bác nha. Máy. Bơm xăng này. Rồi, kéo le này, giật lỏng này. Đấy. Nha các bác nha, hàng Taiwan còn rất chất lượng. Đây, Taiwan đây. Đấy, hình thức của máy này hơi háng còn khỏe này, ấy bác thấy không, ngon lành luôn, ngon lành thành đạo. Rồi máy 26cc nòng 34 ly các bác nha. Rồi, cảm ơn các bác xem video.